sự chăm sóc của thầy. Thầy chị đi chùa này lâu lắm rồi, chị cũng thường xuyên hay tới. Chị thường hay là làm từ thiện ở đây. Thỉnh thoảng thì chị cũng mang quà bánh rồi vô cho các bé, rồi gửi cho thầy những cái nếu mà thật hiện vật á, để cho thầy cùng mua những đồ ăn cho mấy bé. Chị có thỉnh thoảng là hay ghé đến đây đúng không? Chị thỉnh thoảng hay ghé đây. Thì cho em hỏi thì sự qua vừa qua cái sự việc như vậy thì có cảm nhận gì muốn chia sẻ với mọi người về cái tình yêu thương của mình dành cho thầy? Thì thầy là người rất là tốt, nhiều lúc có những cái việc mà sơ suất của các bạn làm, ai cũng vậy, khi mình là quản lý thì những người mà mình chỉ đạo thì đôi lúc họ làm không tốt thì dĩ nhiên là họ phải lôi ra cái người mà lãnh đạo ra để trách móc. Thì cái người lãnh đạo cũng đứng ra, là thầy cũng đứng ra, thầy chịu là cái đó là lỗi thầy. Nhưng mà chỉ một cái sơ suất nhỏ thôi, với công sức thầy là ở đây bao nhiêu năm thầy đã tu và thầy lo chăm sóc cho các bé ở đây rất là tốt. Thì chị nghĩ cái điều này là nói chung thầy cũng bị một số tai tiếng, cũng tội nghiệp cho thầy. Cho em hỏi cái nhiệm một tí, thì anh chồng của chị là người Ấn Độ đúng không? Bạn của không chị? Phải, đây là bạn chị. Anh có hiểu về một cái sự việc vừa qua không? Không. Ảnh không có biết gì hết. Ảnh chỉ là tới đây là chị muốn cho mấy bạn này biết là bạn này người Mã Lai. Chị biết là ở Việt Nam có nhiều cái mấy hội từ thiện á. Thì sau này ví dụ như các bạn muốn có làm từ thiện ở Việt Nam thì có thể là vào đây làm. Thì qua cái sự việc vậy thì chị có mong muốn gì cho thầy không? Thì chị cũng mong thầy là mọi việc thầy sẽ qua đi và giải quyết mọi việc nó sẽ tốt đẹp, và mong tất cả mọi người đều hiểu được chỉ một chút sơ suất, nhưng mà mình phải hiểu được cái công lao, cái quá trình của thầy làm từ đó đến giờ và xây dựng được ngày hôm nay. À, nãy giờ chị có vào thăm những trẻ mồ côi không? Có, em chị mới vào chị thăm ra. Chị chỉ muốn là đi đến đây về, chị qua lúc trước là chị có ghé trước đây 1 tháng, trước cái sự việc xảy ra rồi, chị có ghé đây. Sau đó về thì chị nghe cái sự việc xảy ra, thì cái thông tin mạng thì em biết cái cộng đồng mạng rồi. Người ta, cái người mà chính thống hiểu thì ít, mà cái người thì thông tin những cái chuyện mà gọi là coi như là phi đạo đức á, thì rất là nhiều. Cái đó là cũng tội cho thầy. Mình làm gì, người nào tu cũng vậy, mình không tu hoặc là mình có tu thì mình cũng phải hiểu được cái trước cái sau, chứ không vì một vụ việc như vậy mà đánh đồng đổ lỗi hết tất cả cho một đổ lỗi cho một người. Thì cũng mong mấy mọi người là hiểu rằng cái công việc này là thầy cũng không có muốn, cái sơ suất xảy ra thì tất cả phải thông cảm thôi. Bạn đừng nói xấu, đừng có bêu ríu, cái đó là nó rất là tội. Là cái nghiệp nhân quả thì nó đến nhanh không chị? Khi mà người mà khẩu nghiệp thì nói ra những lời như vậy. Đúng rồi, cái nghiệp nhân quả thì ai cũng vậy. Mình từ đó nói khẩu nghiệp, mình làm cái việc gì đó thì mình phải nghĩ đến cái hậu quả tương lai của mình. Mình không có nghĩ là vì cái vấn đề này mà mình để bôi xấu một người khác. Mình phải nhận thức và nhận biết được những chuyện gì đã xảy ra. Đó là một cái kiếp nạn, nhưng mà ai cũng vậy, tu cả Phật Tổ, cả Phật Tổ Như Lai và Phật Thích Ca cũng vậy, đều trải qua những kiếp nạn hết. Thì mình càng tu thì cái nghiệp mình càng trải rất là nhanh, và cái kiếp nạn mình trải rất là nhanh. Hay gì đâu Phật? Dạ. Chị Phật tử ở chùa khác. Dạ. Chị Phật tử ở nơi khác á, nhưng mà gia đình chị dọn về á. Dạ. Chuyển nhà về sống kế chùa đây 10 năm rồi. Sống kế chùa 10 năm. Dạ. Chị phát nguyện đi làm công quả. Dạ. Làm công quả ở chùa Vị Quang này được 5 năm. Dạ. Ở chị thì qua 5 năm thì chị có hay trò chuyện với sư Chiếu không? Cũng có thỉnh thoảng, khi có việc gì cần mới lên gặp thầy cả. Dạ. Thì qua cảm nhận thì cũng thấy sư Chiếu là người như thế nào chị? Chị thấy Hòa Thượng là người rất là có tâm, và Hòa Thượng là một người rất là có, rất là thương người. Hòa Thượng nuôi trẻ đó. Thì đó giờ chị vô chùa làm công quả thì chị thấy là Hòa Thượng rất là thương các em. Các em mồ côi mà được Hòa Thượng nhặt vào nuôi á. Thì còn trước cái thời gian trước 10 năm về trước thì chị không có ở đây á. Thì chị ở nơi khác cho nên chị không biết, nhưng mà chị có nghe về cái tiểu sử mà Hòa Thượng đã tu hành và đã về gây dựng ngôi chùa này là từ năm 1975 tới khi giờ. Mà xảy ra sự cố mà thất lạc nhiều tro cốt như vậy thì chị có bất ngờ? Chị cũng rất là bất ngờ, tại vì không riêng gì chị mà chị nghĩ là
cả tất cả, giống như là kể cả hòa thượng Thiền Chiếu hoặc là quý thầy ở chùa đây, cũng như quý cô bác Phật tử ở chùa này, yeah, tu tập ở tại chùa đây, yeah, và cũng như bản thân chị là cũng rất là bất ngờ khi mà thấy cái sự việc mà đi đến cái dư luận không có hay á, yeah, về chùa là đổ là tại nhà chùa vứt tro cốt gì đó, vứt hình của các ông bà cô bác mà quá cố ở đây á, yeah, thì theo chị biết là không có như là theo bản thân chị nghĩ là bản thân mình nè, mình kêu mình đụng vào cái hũ cốt của người quá cố đó, hoặc làm cái gì cái hũ cốt đó mình còn không dám đụng nữa, thì nói chi là tới cái người tu hành á, thì làm sao mà người ta có thể á mà sai khiến để mà vứt đi cái hình ảnh hoặc là cái tro cốt nó đi, yeah, đổ đi như vậy, yeah. Thì cái này là chỉ có là cái sự hiểu lầm á, và cái sự sơ sót của nhà chùa trong lúc sơn sửa cho nhà cốt lại cho trang nghiêm á, yeah, thì có sơ sót là giống như là có, chị không biết là ai thì đổ hình rồi ra ngoài bãi đất rồi sau chùa thế đó, thì chị không biết, yeah, chị không có nói được, nhưng mà chị nghĩ là hòa thượng sẽ không có bao giờ làm cái việc đó đó, yeah, và quý thầy trong chùa cũng không bao giờ làm việc đó, còn người nào làm thì chị cũng có biết cái đó, mình không có thấy đó, mình, yeah, không, mình có dám nói được. Nói theo nhà Phật đó, thì cái nghiệp người nào gây thì người đó sẽ gánh, người đó sẽ nhận cái hậu quả vậy đó. Còn hiện tại trước mắt thì chị cũng như các cô bác Phật tử ở chùa cầu chúc cho hòa thượng có nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc, và cái kiếp nạn này mau vượt qua, yeah, để mà hòa thượng trở lại mà chăm sóc và thương yêu chăm sóc các bé nó đang rất là cần hòa thượng, cũng như là Phật tử cô bác tu tập ở tại chùa đây cũng rất là cần cái sự dìu dắt trong tu học của hòa thượng và của sư thầy ở tại chùa đây, yeah, thì không thể nào thiếu cái sự trông coi của hòa thượng được, yeah. Thì chị nghĩ rằng là khi mà chị xem được những cái hình ảnh mà người ta đến chùa vậy đó, yeah, và thực sự là cái hôm mà rằm ngày rằm tháng 7 đó là chị cũng có ở đây, chị cũng có mặt ở chùa đây để mà dự cái lễ, yeah, lễ cúng Vu Lan á, yeah, thì chị có chứng kiến. Và sau đó chị chứng kiến cái đoạn đầu thôi, thì chị cũng thấy cũng như người cô bác á, người của người thân á, của những cái tro cốt để đặt tại chùa đang cho người ta quá bức xúc đi, thì chị nghĩ rằng là người ta đau lòng vì ông bà cha mẹ hoặc là con em của mình á quá vãng á, mà người ta tin tưởng người ta gửi tại đây á, mà không ngờ là xảy ra cái việc là thất lạc hình ảnh rồi rơi rớt vậy, thì người ta bức xúc là đúng, nhưng mà là cũng cái này là cũng có cái sự sơ sót thôi, chứ nhà chùa là không có làm như vậy, yeah, không có ai làm vậy hết á. Và riêng bản thân chị thì ngay cái lúc đó là chị xem thấy thì cũng thông cảm với các cô bác mà có gửi hình gửi cốt ở đây á, yeah, nhưng cũng rất là thông cảm đồng cảm lắm, nhưng mà một phần là cũng thấy rất là tội cho hòa thượng á, tại vì cái việc mà này là xảy ra là ngoài ý muốn á, mà nay hòa thượng bị có những cái vị cô bác á, giống như không biết là có gửi cho cốt đấy không, nhưng mà người ta cũng bức xúc á, người ta cũng nói những cái lời không có đẹp đối với hòa thượng, đối với nhà chùa, yeah, và làm cho mọi người cảm thấy rất là đau lòng cho thầy. Cũng không nên nói những cái lời đó, cái việc gì á, thì mình hãy từ từ để nghe nhà chùa giải thích á, cái sự việc xảy ra như thế nào, rồi nhà chùa sẽ, quý thầy sẽ sắp xếp và giải quyết cho ổn thỏa vậy đó, cho thỏa đáng vậy đó, yeah. Nhưng mà cái việc này là ngoài ý muốn thôi. Chị đã làm công quả ở đây được 5 năm á, thì chị biết rằng là
đây là sự việc xảy ra là mà không có ai mong muốn hết á. Nhưng bản thân chị cũng rất là bất ngờ khi mà cái sự việc mà cho cốt á, tại chùa đây á, là lên khắp các báo mạng luôn á, là có những cái cô bác mà ngoại đạo hoặc là trong đạo cũng vậy á, nhưng mà vì quá bức xúc nhưng mà không có tìm hiểu kỹ á, rồi có những cái phát ngôn á, là không có được gọi là không có ghê, giống như là không có đoàn kết á, nói những cái lời mà giống như là cũng xúi cho những cái chuyện nó thêm bức xúc thêm á. Vậy á, chị sợ tội cho các cô bác đó, cái nghiệp á, về cái lời nói của mình á. Thì qua đây thì chị có cái lời gì mà gửi đến các cô chú mà thất lạc ra cốt đó không? Chị cũng không có biết nói gì á, là chị biết muốn nói gửi đôi lời đến các cô chú anh chị mà có người thân quá cố, đặt cốt, gửi cốt tại chùa Kỳ Quang á, là chị muốn nói cô chú anh chị ơi, là Phật tử con là Phật tử Hội Nguyên á, cũng rất là thông cảm và đồng cảm với các cô chú anh chị khi mà có gửi hình gửi cốt ở đây mà bị thất lạc gì đó, thì con rất là đồng cảm. Nhưng mà con làm công quả ở đây 5 năm rồi á, thì con chứng kiến theo hòa thượng á, thiện chiếu á, là chỉ là làm cho chùa mình á, và cho thợ sơn sửa hầm cốt lại cho trang nghiêm cho đẹp á, chứ không có mà đi kêu người đi vứt hình vứt cốt như vậy đâu. Dạ. Có thể trong này có một cái sự hiểu lầm gì đó mà từ từ nhà chùa cũng sẽ làm cho các cô chú sáng tỏ sự việc vậy đó. Thì mong cô chú bác anh chị mà hãy thông cảm cho hòa thượng, cho nhà chùa để có cơ hội để mà sửa sai sót. Và cho con là cầu con làm công quả ở đây á, là con xin nguyện hồi hướng cái công đức này cho các ông bà cô chú bác của các cô chú anh chị mà gửi hình vật cốt ở đây á, được á, là siêu sanh tịnh độ về cõi là cực lạc. Và con cũng xin đó hồi hướng cái công đức này á, cầu cho là hòa thượng thiện chiếu á, với chùa Kỳ Quang hai á, sớm vượt qua cái kiếp nạn này và mọi chuyện trở lại tốt đẹp, để chúc cho hòa thượng là Phật đạo viên thành, độ nhiều chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Chị cũng mong là con cũng A Di Đà Phật, con chỉ là một Phật tử rất là nhỏ bé thôi. Mới tu học không có biết về đạo nhiều, nhưng mà chị biết là cầu xin giáo hội Phật giáo Việt Nam, cầu xin các đại trưởng lão hòa thượng của Việt Nam, cầu xin các hòa thượng chủ trì, các quý vị đại đức tăng ni ở Việt Nam thì hoan hỷ, và xin xét lại cho hòa thượng thiện chiếu là cái này chỉ là một cái sự sơ sót và vô tình thôi, chứ nhà chùa không có muốn vậy. Tại vì con đã làm công quả ở đây 5 năm á, thì con không biết sự việc là ngoài ý muốn, rất là bất ngờ mà không có ai nghĩ đến hết. Bản thân con cũng không nghĩ sẽ có thể ra chuyện này nữa, thì con mong là giáo hội và các vị cao tăng hãy xét cho hòa thượng và thông cảm cho hòa thượng, cho nhà chùa sớm cho hòa thượng quay trở lại để mà hòa thượng bao bọc yêu thương các em tại chùa Kỳ Quang đây, hai đây che chở cho đàn con của hòa thượng, và độ con hòa thượng cũng hướng cho Phật tử chúng con tu tập được trong Phật pháp được hiểu biết nhiều hơn, tu học nhiều hơn. Ông sư chiếu này, ông gì ông nhận lãnh cái chùa này là năm 75. Hồi đó cái cửa này là cửa hàng rào, nó là cái cửa hàng rào kẽm gai. Cái cửa này là hàng rào kẽm gai. Hồi đó phía trong đó là có một hàng dừa, nó có một hàng dừa ở trái mình đó. Ở ngoài này nó có một hàng kẽm gai.
đó, rồi bắt đầu ông đi cứu vợ ông ở cất ra ông sửa trang lại là ông lấy tốt trong cái phòng đó là ông lấy tốt hết mới xây dựng lại. Lãnh ra không phải là xác ông này là nó vô ngay cái cửa mà kéo ra có vô vậy đó, cái cửa kéo ra có vô vậy đó, hồi đó có một hàng lồng lãnh ra phía trong có một hàng dừa, còn cái đó có một cái xài bự lắm đó, là ông gì ông coi xong đó ông mới làm lại. Tức là ngày xưa là bà cô Tám là chủ trì vậy đây hả bà? Cô Tám là chủ trì đó, dạ. Chủ chùa đây á. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái năm bà chết á, dạ. Là bà gần chết á, bà giao lại cho ông Sư Quân Hai, dạ. Là cháu bà. Dạ. Tức là con thấy có cái chỗ thờ. Chỗ thờ bà đó. Dạ. Không, thờ đó cái mã thôi, dạ. Chỉ có cái mã, ông Sư Chiếu này, ông mới xây cái tháp. Dạ. Chứ là cái tháp ngay chỗ Phật Thích Ca nhập Niết Bàn á. Ừ, dạ. Chỗ cái tháp ổng, bả đó là trước cửa gian phòng đó. Dạ. Chỗ mà người ta hay mang gạo tới đúng không? Dạ. Cặp theo Phật đang nhập Niết Bàn ở trên. Ừ. Ổng bả nằm dưới ổng nằm trên đó, Phật á. Dạ. Kêu bằng bà cô Tám. Ừ, bả lớn rồi, già dữ rồi. Tôi không có làm nhưng mà tôi bán, dạ. Rồi đó tôi bán nhang, dạ. Bán nhang cho ổng mà một bó 10.000 một hộp á, dạ. Ổng vô hộp mua hộp này, mua hộp gì đây nè, về vô một hộp gì bán có 10.000, dạ. Một hộp á là bán cho bán cho thầy trời cả, dạ. Trời, tôi mới lên đó là tôi qua bển tôi làm không đó chứ, dạ. Có đâu có ở nhà, dạ. Ở sân nhà, ở sân mà. Dạ. Hai chị muốn sang chùa. Ừ. Bà hay qua làm quét chùa. Ừ. Bà. Không phải giờ mới qua. Ngày thường cũng qua. Ngày nào cũng quét trơn á. Ngày nào cũng quét á. 4 giờ đi qua quét rồi. 4 sáng á. 4 giờ sáng á. Dạ. Bà thức dậy sớm vậy hả? Ừ. Dạ. Hứa với người ta ngoài bà bảo vệ bà ảnh mà. Dạ. Đi qua quét 4 giờ. Cái bồ đề ở chùa, cái bồ đề này là mới 20 năm nè. Bồ đề này nè. Dạ, cây bồ đề trước cổng mà sao nó mọc ở trên cái hòn đá mà sao nó mọc được hay bà? Nó có một trời khiến vậy. Trời không có khiến mà thằng bảo vệ á, của thằng thợ hồ á. Dạ. Nhỏ, còn nhỏ thôi. Dạ. Còn nhỏ nhỏ. Con thấy nó lên trên cái cục đá luôn mà sao nó sống hay nó, ta? Nó sống ở trên. Nó chậm ở trên cục đá. Dạ. Mà cái tên nó tôi quên rồi, lâu quá tôi quên. Nó trồng ở trên cái cục đá đó, dạ. Ừ, mà tôi thấy nó nhổ dục đi, rồi ông thầy ông nói nhổ của người ta trồng vậy mà, dạ. Để gì đi, để gì, bây giờ nó lớn rồi. Lâu lắm hả bà? 20 năm rồi, ngồi theo chùa tới giờ, dạ. Ừ. Tôi thấy nó bám trên cục đá mà ừ, nó lên tốt quá hả bà? Bám vô đá mà nó ăn xuống như thế này luôn. Dạ. Trời khiến ngay chùa này á. Ừ, hết sạch rồi. Trong chùa thấy cây bồ đề nhiều quá bà ha. Ừ. Trong chùa mà mấy cái bồ đề lớn thiệt lớn đó là của người ta trồng hồi đó đó. Dạ. Lớn tới giờ quá to luôn. Có cái cây mà chặt cứng khẳng luôn mà.